Hai mọi người, hôm nay mình sẽ bắt đầu nói về self put, self call, self put và red call, red put. Self call thì max profit mình sẽ là define giới hạn, max loss của mình là unlimited, ha, không giới hạn thua. Risk level là rất là cao nha. Tốt nhất là cho khi mà stock sideways hoặc là khi mình muốn đoán nó là bearish direction, có nghĩa là stock đi ngang hoặc đi xuống, hoặc có thể mình hedge cái mình hedge cái position của mình hedge cái portfolio của mình ha. Còn leg là một leg construction đó, là mình một cái short call. Opposite direction là long call nha. Premium là mình collect, là mình lấy premium về. Delta về gig thì delta là negative, theta là positive. Thì mình đang sẽ ăn, mình sẽ collect cái theta. Vega là negative. Ok. Thì trong thinking swim á, thì stock khi mà mình muốn đánh sell call á, sell naked call á, thì mình lựa những cái stock đang ngay resistance ha. Thí dụ như là EVGO, thí dụ như là Tesla đi. Mình lựa những cái stock nào á mà premium cao, có nghĩa là IV, cái implied volatility nè, nó cao, thì mình sẽ sell stock ở đó. Thí dụ Tesla thì mình sẽ chọn những cái điểm resistance, giống như là khoảng 1.000, 1.001, 1.002, rồi 1050, 1001 đó, những cái điểm resistance cứng. Mình có thể nhìn weekly luôn, mình có thể nhìn weekly, mình coi thử coi cái weekly, cái resistance cứng là chỗ nào. Thí dụ và đây, ngay đây là 1181 thì mình có thể sell sell naked 1100. Mình có thể sell nó xa ra, thường sell á, mình làm sell lời á, thì tốt nhất á là từ 30 tới 45 ngày, là cái đó là cái ngày mà là tối ưu để mình làm sell lời ha. Thì khoảng 1.400, 1.500 đi, 1.200 nè, 1.200, 1.500, 1.150. Thì mình thấy trên cái weekly chart á, thì mình thấy cái resistance cứng là 1.100, 1.100, từ 1.110 tới 1.100, 1.200 ha. Thì mình sẽ trade 1.110 tới 1.000. Thì mình có thể dự, mình có thể sell bất cứ cái call nào ha, tùy theo cái risk của mình thôi. Thí dụ mình sell 1.150 á, thì mình collect 1.000 đồng tiền premium, nhưng mà cái risk của mình á là cái khả năng mà để Tesla lên lên tới 1.150 á, thì nó khó xảy ra hơn so với nếu mà là mình sell ở 1.000. 1.000 thì mình collect premium nhiều hơn, thí dụ mình collect 3.500, thấy không? Còn đây 1.150 thì mình chỉ collect được khoảng 1.000 đồng thôi, 1.000 đồng. Nhưng mà Tesla về tầm 1.000 á, thì có thể xảy ra nhiều hơn là so với 1.150. Thì mình khi mình
đặt lệnh sale á, thì mình sẽ analyze cái trade này. Ok, mình sẽ analyze cái trade. Khi mình analyze á, mình sẽ thấy cái chart của Tesla. Ok, đó, nó sẽ như vậy. Thì khi mà Tesla sideways, Tesla đang ở 900 đúng không? Nếu mà Tesla sideways hoặc là trong vòng tới 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 giữa tháng 3 mà Tesla dưới 1.100, 150 thì mình sẽ ăn trọn cái premium đó. Ok, nè, 1.150 thì mình sẽ ăn trọn cái premium là 1.000 đồng. Nếu mà Tesla bắt đầu lên quá 1.150 ha, thì nó sẽ đến cái điểm break even của mình. Thì cách nào để mà tính điểm break even thì các bạn lấy cái strike 1.150 nè, các bạn cộng với 10 đồng 1.015 đồng thì mình sẽ ra điểm break even, có nghĩa là 1.150 cộng với 1.015, 1.000 xoay 150 cộng với 1.015 là mình sẽ ra điểm break even là khoảng 1.060 nè, 1.150 cộng với 10 điểm là 1.060.15 đồng. Đó, thì mình ra được cái điểm break even. Nếu mà vượt, tức là vượt quá 1.060 thì mình sẽ bắt đầu lỗ. Mà cái lỗ của mình đó là ultimate risk. Có là nếu mà Tesla càng lên thì mình càng lỗ, càng lên thì càng lỗ. Đó. Còn mình nếu mà Tesla sideways á, thì mình cứ ăn, cứ mỗi ngày mình ăn tiền theta ha. Đó, ví dụ mà Tesla mà mỗi ngày mình ăn khoảng 50 đồng, cứ mỗi ngày mình collect 50 đồng về. Thế thì những cái chiến thuật này thường á, người ta không khi nào người ta đánh naked hết á, người ta đánh naked vậy, người ta sell naked vậy, tại vì cái risk đó, nó rất là cao. Cái này giống như nếu mà Tesla có short squeeze hoặc là có stock split á, nếu mà suy lên á là mình sẽ bị lỗ rất là nhiều, nhưng mà nếu mà sẽ quay thì mình lời, hoặc là đi xuống nếu mà test ra rớt xuống tiếp về 700 gì đó, 700 800 thì mình vẫn còn lời, mình lời được 1.000 đồng ha. Cái đó là về sell call. Thì cái chiến thuật sell call này nè, mình sẽ kết hợp với lại cái share của mình có. Ví dụ mình đang hold 100 share thì mình có thể sử dụng cái chiến thuật sell naked này để mình tạo thành cái cover call. Cái cover call á thì mình sẽ học trong cái bài học bữa sau ha. Thì các bạn nhớ là theta là positive, vega là negative và delta là negative. Thì delta mà Tesla lên á thì cái delta này sẽ ngược với mình. Và khi delta này á
là cùng với mình, nên mình ăn được mỗi mỗi ngày 54 đồng. Và cái vega này nè, thì khi mà IV IV rớt á, cái VIX á, các bạn nhớ biết cái VIX á, thì khi mà VIX á, drop á, thì cái vega này sẽ drop theo. Mà khi vega cái vega này drop á, thì cái option mình càng mất giá trị, càng mất giá trị thì mình làm seller mình càng lợi đấy. Đó là mình sell sell call ha.